Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm hay nhận được 25 đồng token VWAP, VSWAP. Một số thông tin về đồng token này: số token phát hành là 28 triệu nhé, đã có 2.730 tài khoản order và đã phát sinh 8.346 được giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website lamaiwap.net nhé. Mình truy cập website để mình để phần dưới mô tả của video. Sau khi các bạn website, các bạn làm thứ hai hướng dẫn trên website của mình. Bước 1, các bạn xem check contract. Các bạn có thể sử dụng bước copy contract nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví Tron Network của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví giúp mình. Ký hiệu VSWAP, số token 8. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clam.net nhé. Tìm tới bước 2, nhấp link rút gọn để nhận token. Rồi, các bạn nhấp vào phần này, yêu cầu là drop. Rồi, dẫn xuống phần bên dưới này thì các bạn có điều kiện các bạn có thể mua nhé. Các bạn mới giống nhất là không phải có một PLB. Các bạn clam, các bạn nhấp vào đây, yêu cầu là drop, clam là drop nhé. Rồi, chỉ nên bằng kết nối với ví của các bạn thì các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Ví ra là 0.000553 BNB. Các bạn nhấp xác nhận giúp mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website clamai.net nhé, để cập nhật những dự án biến thức phần thưởng cấp cần mới nhất cho người mạng Binance Smart Chain. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch 3 lần, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch toàn đặt. Ngoài ra trên đây còn nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký luôn để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 25 đồng token VSWAP. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.